Giải cái bài 51. Sách bài tập toán trang bài 51, sách bài tập toán 8 trang 37. Đấy, ý A là tính giá trị biểu thức tại x bằng âm 8. Mình đặt A bằng đi. A bằng cái đầu A đi. Bỏ cái chữ A này đi. Cho A lớn bằng. Thì tính tay trước, tính tay thì chúng ta có thể viết thành 3 x bình viết thành x nhân x. X viết thành x nhân 1 trên 9x bình viết thành 3x tất cả bình. Sáu x viết thành 2 nhân với 3x một viết thành 1 nhân với 1 nữa 2ab nhân với 1 cộng 1 bình. Bằng tiếp trên có x chung đưa x ra còn lại 3x trừ đi 1 dưới là hàng đẳng thức a trừ đi b tất bình. Bằng tiếp tất bình ta sẽ có là giản ước nó đi. Trên có 3x trừ 1, dưới có 3x trừ 1 bình thì trên hết, dưới còn thì dưới còn trên còn x thôi. Dưới là 3x trừ 1. Đến đây là hết rồi, không rút gọn được nữa, coi như bước rút gọn xong. Bây giờ với x bằng âm 8 thì suy ra a bằng nhẩm miệng ra thôi, âm 8 phần 3x 38, 3 nhân 8 là âm 24, âm 24 trừ đi 1 âm 25 và bằng âm chia bằng dương bằng 8 phần 25. Đây là tính bằng tay. Đưa B này xuống để tính bằng máy. Tính bằng tay thì vì các thầy cô kiểm tra thì bắt phải tính như vậy họ mới cho điểm. Còn đi thi mà thi trắc nghiệm như bây giờ thi đại học trắc nghiệm chả ai dạy gì, làm này hết giờ, tính máy. Tính máy thì nhập vào máy. Phân số, mốt 1, phân số 3 alpha x bình trừ đi alpha x xuống 9 alpha x bình trừ đi 6 alpha x cộng 1 can âm 8 bằng xong 8 phần 25. Thế tính bằng máy. Ngoài ra kết hợp vừa máy vừa tay để đối phó với các cái bài kiểm tra 15 phút một tiết cũng như là bài toán bắt phải làm bằng tự luận thì mình sẽ có là A bằng
trên tử. Trên tử là bậc 2. Bậc 2 phải có dạng là AX bình phương cộng BX cộng với lại C bằng, tách ra sẽ bằng A mở ngoặc X trừ đi X của máy bấm được mở ngoặc X trừ đi X khác nữa, X máy 1, X máy 2 chẳng hạn. Rồi ok. Thì cái trên tử của mình là 3 X bình phương trừ đi X thì đương nhiên là phải cộng với 0 nó mới giống, C sẽ bằng 0. Nó sẽ bằng A là số 3 nhân với mở ngoặc lấy máy bấm. Bấm 1, 5, 3 nhập vào là 3 bằng trừ 1 bằng 0 bằng, bằng tiếp x thứ nhất bằng 1/3, như vậy sẽ bằng x trừ đi 1/3 đóng mở bằng tiếp x bằng x2 bằng 0 x2 bằng 0 thì tức là ở đây là x trừ đi 0. Cái tử viết gọn lại nó sẽ bằng 3 nhân mở ngoặc x trừ 1/3 nhân với x. Có thể viết lại cho nó đỡ phân số đẹp nữa thì nó bằng 3 đưa vào trong là 3x trừ đi 1 nhân với x. Như vậy dùng máy mình sẽ bấm thẳng luôn tự ra cái này. Đó. Kệ, ai không biết kệ người ta, cứ làm như vậy. Bây giờ mình làm cái mẫu. Cái mẫu là 9x bình trừ 6x cộng 1. 9x bình trừ 6x cộng với 1 bằng 9x bình trừ 6x cộng 1 bằng. Ta sẽ bấm máy. Vì mình mốt 53 rồi chỉ việc on thôi. 9 bằng âm 6 bằng 1 bằng bằng, nó chỉ có một nghiệm duy nhất, không có x1 không có x2, thì lúc này nó sẽ ở cái dạng là bằng, lý thuyết của nó sẽ bằng a nhân với x trừ x máy tất cả bình. Thì ở đây nó sẽ bằng 9 nhân với x trừ đi x máy là 1/3 tất cả bình. Đó. Wow. Rồi bây giờ mới gom hai thằng nó vào. Thì mình có thể viết A bằng, thấy chỗ nào giống nhau thì viết để gạch cho nó dễ. A bằng 3 mở ngoặc x trừ 1/3 nhân với x dưới để 9
6 a nhân x trừ x 1 hạng gì à, đúng 9 nhân với mở ngoặc x trừ 1/3 tất cả mũ 2. Đó, riêng cái trường hợp nghiệm kép có một nghiệm thì nó thế bằng 1 x trừ 1/3 với x trừ 1/3 bình gạch đi trên còn 3 x dưới còn 9 nhân với x trừ 1/3 mất bình rồi bằng 39 trên còn x thôi dưới còn 3 3 nhân với lại x trừ 1/3 bằng tiếp x trên 3 nhân vào là 3x trừ đi 1 giống như trên đúng chưa, x trên 3x trừ 1 rồi, ok hết cái ya. Giờ đến ý B. Ý B thì mình cũng tách tử riêng, mẫu riêng xong mình ghép vào. Tử là 1 x bình cộng 3 x cộng 12. Mình có thể làm tay bằng cách tách cái 3 này ra thì thành x bình cộng với 2x cộng với x, tức là tách 3x thành 2x cộng x cộng 12 bằng tiếp hai thằng đầu đưa x ra chung trong con x cộng 2, thằng sau đưa một ngoặc x cộng 2 cho nhân thêm với 1 nữa thì sẽ bằng x cộng 2 x cộng 1. Đây làm tay có cái thằng mẫu, mẫu cũng vậy. Trong mẫu thì làm tay trước là x3 cộng 2x bình gom hai này vào, hai kia đưa dấu trừ ra ngoài, bên trong đổi dấu hết, x cộng 2 bằng tiếp hai đầu đưa x bình ra trong còn x cộng 2 trừ đi x cộng 2 cho nhân với 1 đi bằng tiếp có x cộng 2 chung trong còn x bình trừ đi 1, x bình trừ đi 1 cho luôn là trừ 1 bình, 1 bình vẫn là 1, lại hàng đẳng thức luôn thì nó bằng x cộng 2 x cộng 1 x trừ 1 a bình trừ b bình a cộng b nhân a trừ b. B ghép tử ghép mẫu vào, tử bằng gì, tử bằng x cộng 2 x cộng 1 như vậy là b đi, cho nó là b, b nó sẽ bằng x cộng 2 x
cộng 1 trên mẫu x cộng 2 x cộng 1 x trừ 1 x cộng 2 x cộng 1 x trừ 1 gạch hết mũ kia đi thì còn lại là 1 trên x trừ 1 với x bằng cái số kia thay vào thì nó ra à, chỗ này tự thay đơn giản. Cách khác từ máy, máy là nhanh nhất. Chạy đây xem nào, nhập luôn 1 1 phân số máy đều này, phân số một phân số alpha x bình cộng 3 alpha x cộng 2 trên alpha x mũ 3 sang cộng 2 bình alpha x bình trừ x trừ 2 alpha x trừ đi 2 can 1 2 4 5 chứ không 1 2 3 4 5 1 bằng xong. Còn dùng máy tách xem còn thời gian nào. Ô thoải mái à. Bây giờ các thầy cô cấp 2 không cho bấm máy luôn, bắt trình bày thì mình cũng dở vào trình bày, nhưng mà mình vẫn dùng máy mình tách. Ví dụ tách cái tử bằng máy. Còn máy lại đỡ. Cái tử nha, 1 bằng 3 bằng 2 bằng bằng âm 1, cái tử là x 1 x bình phương cộng 3 x cộng 2 nó sẽ bằng a là 1 nhân với mở ngoặc x trừ đi trừ 1 thành cộng 1 x trừ đi x ở máy, x ở máy x2 máy bằng âm 2 trừ trừ thành cộng 2. Tách cái ở mẫu, ở mẫu chỉ những con bậc 3 có nghiệm nguyên thì mới làm được, các cái nghiệm khác thì bó cánh hoặc là nghiệm thực, nghiệm ảo thì không làm được. À, còn đây không phải 152 nữa, 153, ô không phải, 15, một
năm bốn, một năm bốn nhập vào một bằng hai bằng trừ một bằng trừ hai bằng bằng bây giờ ta tách cái mẫu ra, x mũ 3 cộng 2x bình trừ x trừ 2 bằng a là 1 nhân mở ngoặc x trừ đi cái x thứ nhất tìm được là 1 x trừ 1 đóng mở ngoặc x trừ đi cái x thứ hai tìm được bằng máy âm 1 trừ đi trừ thành cộng 1. Cái thứ 3 tìm được bằng máy trừ 2 trừ đi trừ thành cộng 2. Bây giờ ghép tử mẫu vào với nhau. X cộng 1 x cộng 2. Rồi, như vậy B sẽ bằng trên tử là x cộng 1 x cộng 2, dưới mẫu là x trừ 1 x cộng 1 x cộng 2, sau đó gạch đi thì cũng bằng là 1 trên x trừ 1. Vậy là hết.